Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi chiều hôm nay là ngày 5 tháng 10, hai anh em của tụi em cũng đang là có mặt tại Đồng Nai. Thì buổi chiều ngày hôm nay á, là em cũng có một cái thông tin để báo đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Hà Vinh được biết nha. Thì nói chung á, là hôm nay Hà Vinh cũng kẹt công việc á, cho nên á, là cũng đưa lại cái kênh YouTube này cho thằng em của em. Đó, đây là thằng em ruột. Đó là nói chung á, là thằng em ruột của em là nó chuyên làm về cái vấn đề mà từ thiện á cô chú anh chị. Cho nên á, là những ngày vừa rồi em cũng làm drama á, thì nói chung nó cũng xảy ra nhiều cái biến cố quá. Cho nên là em cũng muốn gác lại cái kênh này để nhường lại cho thằng em, để cho thằng em á, là nó đi làm những cái ý nghĩa hơn nha cô chú anh chị. Giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn và những cái cô chú anh chị á, mà bị bệnh tật ở xa xứ á, mà vào trong bệnh viện đồ á, nằm đồ á, là thằng em của em nó cũng tới đợt á, là nó cũng đi giúp gửi một món quà ý nghĩa rồi này nọ cho bà con cô chú. Đó thì em có cái gì chia sẻ không? Dạ thì tiếp quản cái kênh của anh ruột là Hà Vinh Vlog, thì em sẽ cố gắng mong cái sự ủng hộ của quý vị khán giả hơn 47.000 follow kênh. Thì mong là em sẽ phát triển kênh hơn, với lại là em mong muốn là cái công việc thiện nguyện của em sẽ lan tỏa đến những anh chị cô chú mà có tấm lòng để mà giúp đỡ nhiều người hơn. Như là em thì hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, thì hàng tháng cũng như là có những cái chuyến đi thiện nguyện ở Biên Hòa, như là bệnh viện Thanh Tâm này, bệnh viện Nhi Đồng Nai, và đi lan tỏa những cái chuyến thiện nguyện xa như là ở những cái cô nhi viện cũng như là những cái trại trẻ mồ côi ở xa tỉnh đó mọi người. Thì rất mong là mọi người sẽ xem những cái video mới từ cái kênh Hà Vinh Vlog mà đó chính em quay, để mà chia sẻ những cái mạnh thường quân mà cùng em là đi hỗ trợ cho những cái mảnh đời bất hạnh đó. Thì mình muốn cái kênh của em là phát triển theo cái hướng đó, nên là anh đã cho em cái kênh này, thì em sẽ cố gắng để phát triển, để follow nhiều hơn, để lan tỏa cái tấm lòng của em cũng như là những mạnh thường quân đến những anh chị mà khó khăn. Thì em sẽ cố gắng mà phấn đấu để phát triển kênh lên. Thì cũng mong là anh chị, quý cô bác xem kênh hôm giờ sẽ ủng hộ em cũng như anh để mà phát triển kênh lên, làm những việc ý nghĩa đó nha mọi người. Đó, cô chú ơi, thì vừa rồi là những cái lời nói của thằng em út của em, là thằng em ruột. Thì nó cũng ở trong này lâu rồi cô chú, nhưng mà cũng muốn là đi làm những cái công việc gì nó có ý nghĩa cho đời nha cô chú anh chị. Ví dụ như những cái hoàn cảnh khó khăn mà thiếu miếng ăn đồ này kia, là thằng em nó cũng có cái hội nhóm đúng không? Nghe nói là em cũng có là một cái hội nhóm, là ví dụ như một tháng á, là 3 ngày hay là 4 ngày trong một tháng là em cũng cùng với cái nhóm á, là cũng có những cái hộp cơm hay là những cái gì đến trong cái bệnh viện đó để mình chia sẻ những cái tấm lòng tốt á, đúng không? Dạ. Dạ. Thì hàng tháng là em có đi phát cơm dọc cái thành phố Biên Hòa cho những người mà vô gia cư hoặc là những người mà có hoàn cảnh khó khăn buổi tối. Và đầu tháng về rằm đó thì em sẽ phát hai cử cơm chay với nhóm ở các bệnh viện á mọi người, cũng như là tham gia những cái hoạt động tình nguyện xe nữa. Nói chung là trong Đồng Nai, nói chung là những cái bệnh viện là đều có mặt là mình hết đúng không? Dạ, bất cứ chỗ nào chứ không phải là riêng về chỗ nào đó. Thì thông qua cái video này thì em cũng Hà Vinh Vlog, thì cũng mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho em Hà Vinh Vlog và em ruột của em là Chiến Vlog nha. Đó thì buổi chiều hôm nay em cũng nhường lại cái kênh này để cho em của em là nó phát triển trên cái con đường á, là nó làm thiện nguyện nha cô chú anh chị. Đó, xã hội mình rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn luôn bà con cô chú. Thì mấy anh em tụi em cũng muốn gửi những cái tấm lòng đến những hoàn cảnh khó khăn, thì em cũng mong rằng là cô chú anh chị cũng đón nhận những cái phần quà mà mấy anh em tụi em cũng trao đến cho bà con cô chú. Thì cũng mong rằng bà con cô chú cũng ủng hộ cho mấy anh em tụi em nha. Đó thì không biết nói gì hơn hết cô chú anh chị. Đó thì buổi chiều hôm nay là ngày 5 tháng 10, em cũng đang có mặt tại Đồng Nai.
thì cũng gặp cho thằng em ruột của em cũng chuyển lại cái kênh YouTube của em cho nó, để nó làm nha cô chú, nó làm những cái ý nghĩa. Chứ suốt những cái thời gian vừa rồi em đi làm drama, nó thật sự bà con cô chú chứ nó không có ý nghĩa gì hết. Thiệt chứ lộn không à cô chú. Nhưng mà em cũng sẵn sàng là luôn luôn đồng hành với cái chuyện lon luôn cô chú chị đó, để vượt qua cái cuối đoạn đường mà bên phía bên kia rồi này kia mà bây giờ chẳng biết nói gì hơn. Cũng mong rằng là bà con cô chú là đồng hành với mấy anh em tụi em là đi làm từ thiện nha cô chú anh chị đó, giúp đời đi, giúp đời cho nó phải cái tâm nha cô chú. Chứ thật sự mà nói cứ lên chữ lộn hoài thì nó cũng có ý nghĩa gì hết cô chú anh chị đó. Thì em có chia sẻ gì thì em nói thêm. Dạ em tên Chiến nha mọi người, nay sinh năm 92, làm việc ở Biên Hòa thì được 7 năm. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh bất động sản nha mọi người, đầu tư cũng như là môi giới bất động sản. Thì thường em, cái kênh của em là không có kêu gọi từ thiện nha mọi người, nhưng mà muốn lan tỏa những cái tình thương đến những cái người có hoàn cảnh khó khăn, nên là em quay lại làm kỷ niệm, cũng như là nếu mà có sự ủng hộ của anh chị quý khách hàng cũng như là anh chị mà follow nhiều quá thì sẽ có điều kiện hơn để mà trích. Không, em nói giọng đúng. Nay mình làm từ thiện thì em cứ bỏ cái số điện thoại trên cái video nha, bỏ số điện thoại trên video luôn. Còn bà con cô chú ai muốn góp mỗi cái tấm lòng của mình vào để mình mua hộp cơm hay phần quà gì trao tặng cho bà con thì cái đó là mình đón nhận, chứ đừng có nói là mình không nhận của ai lận được. Mình đi làm thì là hiện tại là bộ em tự đóng góp thôi à, chứ đúng cũng rồi. Không có một tháng nhận của ai hết và cũng không có muốn nhận. Nói chung là bọn em sẽ còn, nếu mà có những hoàn cảnh mà anh chị góp muốn, một tháng là mấy ngày đó em nhờ? Ba nói chung là nhiều lắm, nhưng mà em cũng ý là một tháng là cái ngày rằm hay là cuối tháng hay là cái gì đó, em nói cho nó rõ luôn. Ngày rằm là 15 âm với là mùng 1 âm, và một số ngày thường là đi cuối tuần để mà đi buổi tối phát cơm đó. Và những cái chương trình xe, hoạt động xe tỉnh nữa mọi người. Thì em đính chính là thu nhập nếu mà có từ cái kênh này thì em sẽ trích ra ủng hộ thôi. Còn anh chị mà muốn cái tấm lòng mà gọi điện trực tiếp, anh muốn ủng hộ bằng quà này hay bằng tài sản một tí, mọi người một góp một tí, thì em có thể là không nhận tiền, hoặc là em nhận tiền nhưng mà chuyển trực tiếp vào nhóm tài khoản của nhóm người quản lý, cho em không nhận. Nhưng mà cũng vẫn bỏ số điện thoại lên, bà con cô chú ai yêu thương thì cứ đóng góp cho mấy anh em của tụi em, sẵn sàng mình làm một cái gì nó ý nghĩa nha bà con cô chú. Đó thì đến đây mấy anh em tụi em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái video sau nha. Thì em cũng xin chào bà con cô chú lần cuối nha. Thì cái kênh này mấy năm rồi? 2 năm. Đó, kênh ông anh của em xây được 2 năm. Thì bây giờ nhường lại cho em sẽ cố gắng mà phát triển kênh hoàn thiện hơn, cũng như là truyền tải đến những cái điều ý nghĩa hơn, chấm dứt những cái drama mà anh đã làm đó. Để mà chào bà con cô chú. Chào mọi người.